hẳn nếu mà các bạn đang xem cái video này mà các bạn là một trong những cái người phụ nữ đang kinh doanh thì các bạn cũng không thể nào mà không đối mặt với những cái vấn đề như là bị stress, căng thẳng, gặp phải những vấn đề là khách hàng phàn nàn hay là nhân viên không nghe lời, rồi gặp rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh. Và tất cả những điều này nó ảnh hưởng đến cái nhan sắc này, nó ảnh hưởng đến cái sự tươi trẻ của chị em phụ nữ. Và trong cái video này thì Mỹ Duyên sẽ chia sẻ một cái phần nhỏ về kinh doanh, phụ nữ kinh doanh chúng ta sẽ đối mặt với những cái vấn đề gì. Duyên kể cho các bạn, cách đây khoảng một tuần thì khi mà Duyên đến cái shop quần áo Duyên mua váy thì cái shop này là của cái thương hiệu Hội Vũ ấy, thì chính cái bạn chủ shop này là bạn đang làm việc trong lĩnh vực nhà nước và bạn có Z Luck, tức là bạn nhượng quyền cái thương hiệu và nhập cái hàng thời trang của cái thương hiệu này về cái nơi của bạn ấy sống ấy, để bạn ấy mở cửa hàng ra bán. Nhưng mà bạn ấy khi mà Duyên vừa bước vào cửa hàng á, thì bạn ấy mới nhân viên qua ra mở cửa, nhưng mà bạn ấy cũng đi theo và bạn ấy Duyên bịt khẩu trang kín luôn á, bởi vì đây là mùa dịch mà mọi người, cho nên là khi mà mình ra đường thì mình cũng sẽ đeo khẩu trang thường xuyên. Mà không biết lý do gì, lần đầu tiên Duyên gặp bạn ấy luôn ấy, mà bạn ấy nói là chị có phải là chị Duyên bên Spa Nasi hay không, thì Duyên mới nói rằng là đúng rồi, tại sao chị mang khẩu trang mà em biết chị. Thì bạn này mới nói rằng là em thấy chị thường xuyên trên Facebook, trên YouTube, cho nên là em nhìn cái ánh mắt là em đoán ra là đó là chị. Thì sau một cái hồi mà nói chuyện với nhau, bạn ấy cũng làm da bên Duyên, tức là bạn ấy đang chăm sóc da nè, rồi mẹ bạn ấy thì điều trị tàn nhang bên cái hệ thống spa của Duyên á. Thì đây là cái chi nhánh thứ hai ở tại nơi bạn ấy sống á, là chi nhánh thứ hai. Thì thỉnh thoảng vài tuần thì Duyên mới lên đó một lần. Thì bạn đó có nói rằng là em định hỏi chị rằng là chị có đi học nhiều hay không, mà tại sao chị lại quản lý được nhiều chi nhánh trong khi là chị không có sống ở cái thành phố này, chị sống ở một nơi khác. Và em cũng biết rằng là lâu lâu, có thể một tháng, có thể là hai tuần, một tháng chị mới lên một lần, nhưng mà em thấy rằng là nhân viên của chị rất là tuyệt vời, bởi vì là hàng tuần em đến với mẹ em đến chăm sóc da. Thì em thấy rằng là trời ơi, em quản lý một cái shop quần áo như thế này chỉ có 1-2 nhân viên thôi, nhưng mà chị biết không, họ không có tự giác tư vấn cho khách hàng, rồi khách vô thì đôi khi họ không mở cửa cho khách, rồi họ tư vấn một cách thời hợt cho khách hàng, thế là khách hàng người ta không có thấy thoải mái, thế là họ đi. Và hầu như là trong suốt cái thời gian vừa rồi là em bán rất là chậm. Vì vậy cho nên là khi mà nghe những cái chia sẻ này á, các bạn biết không, Duyên chỉ nói một điều rằng là chị cũng vẫn có đi học, tức là khi mà làm kinh doanh ấy, thì chúng ta cũng phải đi học, chúng ta học những cái tư duy đúng về chúng ta làm. Chẳng hạn như là Duyên nói rằng là nếu mà em muốn là nhân viên của em tự giác á, thì ban đầu vào thì em phải tuyển những cái con người đúng, những cái con người mà có cái tư duy tích cực nè, có cái tư duy tốt. Và sau khi mà họ có cái tư duy tốt xong rồi ấy, thì mình mới bắt đầu mình đào tạo họ từ cái cách mà họ nói chuyện với khách hàng, họ mở cửa thế nào, họ mời khách uống nước ra sao, rồi khách hàng hỏi thì họ sẽ tư vấn những cái câu gì, những cái vấn đề gì. Thì khi đó thì em mới có được những cái người nhân viên tốt để họ có thể làm việc cho em một cách hiệu quả. Thì bạn ấy có nói rằng là chị biết không, em cũng đã chỉ, em cũng đã đào tạo rồi. Rồi là bạn ấy cũng nói rằng là em từ khi mà em dứt lắc em nhượng quyền cái cửa hàng thời trang này á, thì không như trước đây á, khi mà vào một quán cà phê hoặc là vào ở chị chăm sóc da hoặc là làm các cái công nghệ cao thì em đều nhìn quanh thử là có camera trỏi vào mình hay không, bởi vì em nghĩ rằng là chắc là có rất là nhiều camera. Thì chị Duyên chị mới ở một nơi để chị có thể quản lý những cái chất lượng dịch vụ hay là thái độ nhân viên được. Nhưng mà em thấy rất là lạ, vì em nhìn xung quanh ấy, em thấy rằng là không có camera, nhưng mà tại sao là em làm chục lần như chục lần. Và bạn ấy có nói rằng là em mua cái phiếu chăm sóc da năm bên chị, mặc dù là cái gói này còn 3 tháng nữa mới hết hạn, nhưng mà em lại lập tức em mua gói thứ hai vì là hưởng cái chương trình khuyến mại cuối năm, cho nên là em mua em để dành. Như trước đây á, thì em nghĩ rằng là ở những cái lần đầu em làm á, thì mấy bạn làm rất là tốt,
và khi sau đó em mới quyết định em mua gói 5. Nhưng mà em nghĩ rằng là thôi, cái gói 5 nó rẻ quá, cho nên là mình mua những cái lần đầu mấy bạn làm tốt cũng được, nhưng mà sau này mấy bạn làm không tốt thì thôi, mình bỏ cũng được bởi vì nó rẻ. Nhưng mà em không ngờ rằng là em làm gần hết một năm rồi, chỉ còn 3 tháng nữa hết liệu trình, nhưng mà em bất ngờ rằng là 10 người á, 10 bạn nhân viên của chị á, đều làm rất là bài bản, rất là chất lượng. Cho nên là Duyên mới đứng nói chuyện vào xem quần áo mọi người, nhưng mà đứng nói chuyện rất là lâu luôn, chị em chia sẻ với nhau. Thì cái quan điểm của Duyên rằng là trong kinh doanh ấy thì phụ nữ mà, chúng ta còn có gia đình nè, chúng ta còn có cái công việc nè, rồi còn có những cái vấn đề xung quanh cái cuộc sống của chúng ta, trong khi là bạn ấy cũng vừa làm nhà nước nữa, cho nên là nó sẽ, cái thời gian nó sẽ eo hẹp hơn. Và Duyên cũng chia sẻ hết rằng là chị làm như vậy đó, thì chia sẻ hết rằng là đào tạo xong rồi thì mình sẽ đào tạo các bạn để các bạn nghĩ rằng là mình phải làm như vậy, và vì sao mình phải làm như vậy. Mình ở Duyên, cái cách mà Duyên đào tạo nhân viên của mình ấy, tức là Duyên luôn luôn trước khi mà dạy các bạn ấy làm thế nào thì Duyên luôn luôn là giải thích cho bạn ấy là tại sao em phải nên làm như vậy, chứ không bao giờ mà mình nói là em khi mà em làm cái dịch vụ này cho khách hàng thì bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, chẳng hạn như tới bước 15 kết thúc, trong khi khách hàng của trong khi nhân viên của mình á, họ không có biết được là làm như vậy để làm gì, và họ biết là 15 bước họ cứ làm, họ làm có người có lúc họ khỏe thì họ làm kỹ, có lúc họ vui thì họ làm tốt, nhưng mà có lúc cái tâm lý của họ, họ cảm thấy họ không vui ngày hôm đó thì họ sẽ làm không tốt cho khách hàng. Nhưng mà trước khi mà Duyên dạy làm thế nào thì Duyên đều phải huấn luyện cho các bạn ấy là tại sao em phải làm như vậy, và Duyên cũng giải thích rất là kỹ. Duyên luôn luôn nhấn mạnh rằng là chị không phải là người trả lương trực tiếp cho em, mà khách hàng mới là người trả lương cho em. Vì vậy cho nên em muốn khách hàng yêu mến, có thu nhập tốt, có một cái công việc làm lâu dài và học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm, cái kỹ năng trong cái quá trình làm việc, thì em phải phục vụ tốt cho khách hàng. Và như vậy thì khách hàng mới đến với chúng ta một cách thường xuyên, và sau đó là cái thu nhập của chúng ta mới ổn định, và cứ mỗi ngày chúng ta thêm khách hàng thì thu nhập của các bạn sẽ ngày càng tăng. Và cái cách mà Duyên dạy nhân viên của mình như vậy, và trong cái quá trình nói chuyện á, thì Duyên đã chia sẻ hết cho các bạn ấy rằng là chị đã làm việc A, việc B, việc C, và mặc dù là hiện tại Duyên đang có 4 cái chi nhánh spa thôi, nhưng mà trong năm 2022 này mục tiêu của Mỹ Duyên là sẽ nhân lên gấp đôi, tức là 8 đến 10 chi nhánh. Cho nên là cái việc mà chúng ta kinh doanh ấy, thì nếu mà chúng ta không bổ sung những cái kiến thức cho mình ấy, thì mình sẽ gặp rất là nhiều những cái rắc rối cũng như là bị stress. Và phụ nữ mà nếu mà chúng ta bị stress 1-2 ngày thì có thể là nó sẽ ít ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà cái tình hình này nó kéo dài ấy, thì các bạn biết rằng là chúng ta sẽ bị già đi trước tuổi ấy. Bởi vì trước đây á, Mỹ Duyên khi mà mới kinh doanh cũng giống như bạn ấy á, là nhân viên thì có mình á, thì các bạn ấy làm tốt, nhưng mà vắng mình hoặc là mình đi công tác một vài ngày á, thì chắc chắn rằng là sẽ có khách hàng phàn nàn là nhờ nhân viên không phục vụ chu đáo, không nhiệt tình, rồi không trả lời lịch sự với khách hàng đó. Nên là chính vì cái cách mà mình dạy, mình đào tạo, mình huấn luyện cho nhân viên của mình thì nó mới tạo ra cái chất lượng dịch vụ tốt và làm cho khách hàng hài lòng. Và Duyên rất hy vọng rằng là với những chia sẻ liên quan đến cái việc mà phụ nữ kinh doanh gặp những cái vấn đề gì, nhân viên ra sao, thì có thể là cũng làm những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của Mỹ Duyên trong cái quá trình kinh doanh. Duyên muốn chia sẻ đến những bạn nào mà đang kinh doanh mà gặp phải cái tình huống giống như Duyên vừa kể trên đó, thì cũng có thể là video này cũng giúp cho các bạn là tham khảo thêm và cải thiện cái vấn đề kinh doanh của mình. Duyên xin hẹn và gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.